Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ mở hộp một sản phẩm mới cho các bác xem nhé. Chiếc này là một chiếc vang mà em mong chờ rất là nhiều nhưng hiện tại về được rất ít. Và nếu mà bây giờ bán cho các bác ấy thì em sẽ bán theo kiểu là tự tay bán cho các bác chứ không bán chuyển phát nữa. Đấy. Em cũng đã nghiên cứu trong một thời gian rất là dài. Tại sao em làm, tại sao em phải nghiên cứu nó thì nói ra thì nó rất là vô cùng. Đây, khi mở hộp rồi thì bên trong hộp thì nó có một chiếc chiếc cáp các bác nhá, cáp nguồn, một chiếc cáp nguồn cáp kết nối máy tính các bác nhá. Đi theo nó thì nó sẽ có một chiếc điều khiển chuyển các kênh và effect volume mix. Đây, nhân vật chính của chúng ta, một chiếc vang số, một chiếc đĩa các bác nhá, chiếc đĩa cài phần mềm rồi driver, một chiếc quyển sách hướng dẫn sử dụng. Đi vào nó đi. Thì con này thì nếu mà nói thì không còn xa lạ gì đối với các bác nữa rồi, vì nhiều bác dùng rất nhiều. Nhưng mà đang nói là độ sử dụng tốt và chuẩn thì đây, chiếc JBL-X6 các bác nhé, màu vàng gold, màu vàng hồng rất là đẹp. JBL-X6 vàng hồng. Và số lượng về rất có hạn các bác nha. Tết này chuyển hàng về rất khó vì hàng số lượng rất có hạn. Đấy, tất cả đều rất là đẹp, nó là hàng mới các bác nha. Thì tại sao em lại làm X6? Vì các bác hiểu là những cái con X5 thì em không nói. X5 thì nói chung là bên trong ruột của nó giống y hệt nhau. X5, X6, X7, X10, X12, X8 ruột giống y hệt nhau. Đấy, còn đâu con X6 trở đi là tất X6, X7, X8, X10, X12 là nó sẽ chuyển thành nút. Nút vặn này các bác nhé. Thì nó không như là con X5 là 3 nút thôi. Đấy, và con này rất là tiện các bạn ạ, rất là tiện. Rất là đẹp luôn. JBL X6. Đấy, nhiều người ta thích thành X10, X12, người ta chỉ cần đổi một cái tên X6 thành X10, X12 thôi, không phải ấy nhiều. Đấy. Con này thì thật ra là hiện tại nếu mà em bán cho các bác thì em sẽ bán theo kiểu là em sẽ đi nắp cho các bác và cài đặt cho các bác luôn. Đấy. Thì như thế nó tiện, hoặc là cho bác nào biết sử dụng. Còn bình thường con này hiện tại là giá số lượng em rất ít thì em sẽ không chuyển phát nhanh được cho các bác. Thì bác nào đến tận nơi lấy, hoặc là em đi nắp cho các bác luôn quanh Hà Nội một chút. Đấy. Rất đẹp các bác nhé. Và nắp phòng em đảm bảo các bác con này dì vợt cực sâu, tiếng cực sáng. Đi xem nội thất đi các bác. Đi xem nội thất xem nó như thế nào. Con này thì không phải là em ấy, nhưng mà số lượng về rất là ít, không đủ để cung cấp luôn. Mà con này tiếng nó cực kỳ hay các bạn. Nói về con X6 thì nó là tên tuổi thương hiệu rồi. Những dòng X7, X8, X10, X12 thì nó cũng như này, nhưng mà đầu tiên là cái màu con này nó đã đẹp đã, xong rồi tiếng echo gì và rất là sâu, cấu tạo bên trong thì các bác cứ tham khảo xem cấu tạo bên trong nó như nhau hết. Để tháo ruột rồi. Con này thì rất là đẹp. Em nghiên cứu rất là lâu khi làm vang.
làm vang với làm loa là em nghiên cứu rất là lâu. Vì không phải là có nghĩa là cứ lấy về là bán được luôn đâu. Nghiên cứu cái độ hay của nó. Nghiên cứu độ hay, độ sử dụng, dễ sử dụng hay không. Nghiên cứu linh kiện bên trong có tốt hay không để mà bán cho các bác hiểu chứ? Đây. Còn ba đốc này nữa thôi. Chung là con vang này tổng lại là rất là đẹp. Đi sâu vào nội thất luôn các bác nhá. Đấy. Thì như các bác biết thì em này sử dụng một con analog device. Đấy, mã hiệu là 21375. Con này là đảm trách nhiệm là IC CPU tổng sẽ chịu trách nhiệm là xử lý các âm thanh của mình. Đấy. Và đi kèm theo nó là một vỉ chống hú và chip linh kiện rất là dày đặc và toàn là chip bán dẫn, chip dán hết. Đấy. Và đây là một khối nguồn xuyến, đây là một khối nguồn vuông. Tất cả đây là hàng Trung Quốc các bác nhá. Tại sao em bán X5, X6? Vì thực ra thì em sang bên Trung Quốc ấy, em công tác thì đi tham khảo nhiều phòng hát đấy. Tại sao em thấy Việt Nam bán nhiều chipad như thế? Em không hiểu tại sao là chipad ở Việt Nam lại bán rất tốt. Ở Trung Quốc người ta không dùng mấy, người ở Trung Quốc toàn dùng X5, X6 thôi. Rất nhiều nơi dùng X5, với cả những nhiều phòng hát, rất nhiều nơi dùng X5 luôn. Đấy, thì em mới biết tại, em không biết tại sao. Thì hỏi thì người ta bảo là con này bền, và đầu tiên là nó chức năng thì nó đầy đủ, rất là bền các bác nhá. Vấn đề quan trọng nhất là bền. Đấy, và tiếng rất là hay. Cái những con CPU tổng này thường nó sử dụng cho rất nhiều những thiết bị cao cấp. Nhiều con vang cao cấp là thường sử dụng những cái con CPU tổng này. Đấy. Đây là để chống chống chạm rồi chống nhiễu, người ta cũng đã quấn một lớp nhựa để cho nó rất đảm bảo. Nói chung là làm rất là cẩn thận các bác nhé. Đấy. Hàng là hàng Trung Quốc nhưng mà nó là hàng chuẩn thì các bác không phải lo nghĩ nhiều. Rất là đẹp, màu vàng hồng, vàng gold rất là đẹp. Vàng hồng này rất là mới và đẹp. X6, JBL X6 24 bit, Dragon Coxsackie 32 bit system processor. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Tất cả linh kiện các bác thử tham khảo xem những dòng X5, X6, X7, X8, X10, X12 ruột như này hết, tất cả nó như nhau hết, con chip nó cũng như nhau hết thôi. Đấy, chả khác gì. Nó vẫn tệ rất nhiều ngõ ra này, MG này, Center này, Sub này, SL, SG này. Đấy. Ok, sau cái clip này em sẽ có một cái clip chỉnh và nghe thử em nói như thế nào. Đấy, dạo này rất là bận nên là clip ra cũng ít thôi chứ không được nhiều. Thì nó gần Tết rồi, hàng ấy rất cập dập. Đấy. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Mời các bác đăng ký kênh để xem những video mới nhất và những cái video tinh chỉnh mới nhất của em, những sản phẩm mới nhất của em sẽ có những cái video tinh chỉnh các bác nhé. Rồi, chào các bác.